trân trọng chào mừng quý vị và bà con đã về dự xem chương trình game show Quê Mình Xứ Quảng. Chương trình game show Quê Mình Xứ Quảng số thứ 3 năm 2019 được tổ chức tại xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, quê hương giàu truyền thống lịch sử văn hóa, nơi có những vườn đồi thanh trà triệu quả. Và Tiên Hiệp hôm nay đang vững bước đi lên trên con đường xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và bà con, game show Quê Mình Xứ Quảng là sân chơi lành mạnh, bổ ích và thiết thực dành cho bà con nông dân tỉnh Quảng Nam. Chương trình gồm 4 phần thi chính: Vua Cùng Nhà Nông, Khéo Tay Giỏi Nghề, Kiến Thức Nhà Nông Đua Tài và phần thi dành cho khán giả. Game show Quê Mình Xứ Quảng do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam phối hợp Hội Nông dân tỉnh và các địa phương đăng cai tổ chức. Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định, nhãn hàng phân bón Mặt Trời Mới và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vật liệu Xây dựng Phan Ngọc Anh đã đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị và bà con, bây giờ là lúc chúng ta sẽ được gặp gỡ những gương mặt đại diện cho hai đội chơi tham gia game show Quê Mình Xứ Quảng số thứ 3 năm 2019 tại xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước hôm nay. Xin giới thiệu và chào đón đội chơi thôn 2. Quý vị và bà con tiếp tục dành tràng vỗ tay thật lớn để chào đón đội chơi thôn 4. Xin trân trọng kính mời nhà báo Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập, Phó Ban Tổ chức Game Show Quê Mình Xứ Quảng năm 2019 và ông Võ Đình Khôi, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Hiệp lên tặng cờ lưu niệm cho hai đội chơi. Xin trân trọng kính mời. Bạn ơi, ta là người nông dân, dẫu bao nhọc nhằn đâu quan chi. Ta xây cuộc sống mới, xây Quảng Nam quê mình, xôn xao niềm vui tới, xóm làng rộn rã tiếng cười. Mai đây mùa mang tới, ta góp công chăm lo. Xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Kim Sơn và ông Võ Đình Khôi và cảm ơn hai đội chơi. Và bây giờ xin mời hai đội chơi chúng ta cùng trở vào sân khấu để chuẩn bị cho những phần thi hấp dẫn tiếp theo. Thưa quý vị và bà con, để cầm cân nảy mực cho các phần thi của hai đội chơi đến từ thôn 2 và thôn 4 trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu thành phần ban giám khảo. Xin trân trọng giới thiệu ông Ngô Minh Khiêm, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thanh Truyền hình huyện Tiên Phước, trưởng ban. Xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Nhung, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tiên Phước, phó ban. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiên Hiệp, thành viên. Xin trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Lê Xuân Bá, Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Nam, thành viên. Thưa quý vị và bà con, Tiên Hiệp, vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Tiên Hiệp hôm nay phát triển đi lên trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế vườn đồi, đem lại thu nhập cao cho người dân. Trong lúc chờ đợi những phần thi hấp dẫn của chương trình game show Quê Mình Xứ Quảng số thứ 3 năm 2019, chúng ta cùng tìm hiểu đôi nét về mảnh đất và con người Tiên Hiệp qua clip sau đây. Về Tiên Hiệp hôm nay, không còn cảnh lầy lội của mùa mưa, cằn khô của mùa nắng. Với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng với sự tích cực lao động sáng tạo của người dân, đến nay diện mạo xã Tiên Hiệp đã thay đổi từng ngày. Những con đường huyết mạch được nhà nước và nhân dân cùng góp sức xây dựng. Cùng với việc xây dựng cơ sở hạ tầng, xã Tiên Hiệp cũng đã vận động nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Trong đó địa phương đã xác định được những cây trồng chủ lực phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng nơi đây. Đây là khu vườn của nông dân Nguyễn Đình Lăng, thôn 3 Tiên Hiệp. 30 năm nay, vợ chồng ông cần mẫn dày công vun vén để có khu vườn sạch đẹp, hiệu quả với các loại cây trồng chủ lực như tiêu, thanh trà, gió bầu. Bên cạnh những nỗ lực của mình, chính các cơ chế hỗ trợ của huyện trở thành động lực giúp người nông dân như ông Lăng mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, cải tạo vườn tạp. Mỗi năm khu vườn này mang lại cho gia đình ông nguồn thu nhập hơn 100 triệu đồng. Cũng nhờ bên phòng nông nghiệp, bên nông dân và bên chính quyền họ giúp đỡ, và cái kỹ thuật mà chăm sóc và cái dây tiêu cái thanh trà thì mấy năm lòm thì thấy cũng hiện bây giờ thì gia đình tôi thì thu hoạch cái dây tiêu thấy cũng đem lại cái kết quả, thì ít nhất thì cũng năm thì cũng đủ chè trong cái gia đình trong năm, nên là mấy gió thì cũng có được 100 triệu, có hồi hơn.
Nói đến vùng quê Tiên Hiệp là nói đến vùng đất sum suê hoa trái, đặc biệt nơi đây đang hình thành một vùng chuyên canh cây thanh trà. Phần đông các chủ vườn ở Tiên Hiệp đều trồng thanh trà chung quanh nhà, nhờ đó cây thanh trà đã tạo nên một sinh cảnh đẹp cho khu vườn nhà. Thanh trà ở vùng đất này có hương vị ngon ngọt đặc biệt và được thị trường ưa chuộng, nhất là trong những năm gần đây. Cùng sự trợ sức của huyện, các mô hình vườn cây thanh trà được nhân rộng trở thành cây trồng có giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Cây thanh trà này tôi trồng lâu rồi, tức là cách đây là cỡ 20 năm rồi, nếu như những cái cây đó thu hoạch đây. Cho nên là của cái tính tự do từ bây giờ, tức là thu nhập chính bằng cây thanh trà. Ngoài cây thanh trà đó là không còn cái gì để thu nhập nữa trong vườn. Trước đây thì cũng có số ca, số tiêu, nhưng mà nó cũng phó lần để cái cuộn nước tập trung cho cây thanh trà theo sự là phát động chung của xã, rồi xây dựng nông thôn mới phải tập trung làm một loại cây cho đạt cái hiệu quả mới có kinh tế lớn được. Định hướng trong nhân dân để phát triển nhiều cái mô hình kinh tế vườn nhằm mục đích là đem lại cái thu nhập lớn cho bà con của nông dân của chúng ta. Chính vì lẽ đó mà địa phương lồng ghép nhiều cái chương trình, trong đó chương trình về nông thôn mới, rồi cái nguồn vốn mà theo nghị quyết hội đồng nhân dân huyện, nghị quyết 18 hội đồng nhân dân huyện, cơ chế chính sách hỗ trợ cây trồng con vật nuôi trên địa phương. Chính vì lẽ đó mà nhân dân đã áp dụng và đồng thời là đầu tư thâm canh trên một đơn vị diện tích. Cho nên là cái kinh tế vườn của chúng ta hiện nay là cơ bản là nhân dân chúng ta đem lại thu nhập rất là lớn. Hiện xã Tiên Hiệp có tổng diện tích thanh trà hơn 80 ha với khoảng trên 15.000 cây cho quả, mỗi năm thu về gần 2 tỷ đồng. Cùng với phát triển mạnh vùng thanh trà, người dân Tiên Hiệp cũng chú trọng việc phát triển các mô hình sản xuất chăn nuôi, kinh tế vườn rừng. Tiên Hiệp hôm nay đang thực sự đổi thay, trở thành một vùng nông thôn xanh, sạch đẹp, đậm nét văn hóa đặc trưng của vùng Trung Du, miền núi xứ Quảng. Quý vị và bà con thân mến, và bây giờ chúng tôi xin giới thiệu phần thi đầu tiên game show quê mình xứ Quảng số thứ 3 năm 2019 tại xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước. Phần thi Vui cùng nhà nông. Thưa quý vị và bà con, ở phần thi Vui cùng nhà nông, hai đội chơi đến từ thôn 2 và thôn 4 sẽ tự giới thiệu những nét đặc trưng của làng quê mình thông qua hình thức sân khấu hóa với các thể loại hát múa, dân ca hò vè. Ban tổ chức khuyến khích và ưu tiên những tiết mục dàn dựng sôi động, nhiều màu sắc và nhiều diễn viên tham gia. Và hai đội chơi sẽ thể hiện tài năng của mình trong thời gian từ 8 đến 10 phút và điểm tối đa cho phần thi này là 25 điểm. Và qua bốc thăm, xin mời đội thôn tư là đội đầu tiên thể hiện phần thi Vui cùng nhà nông. Dọc tường sơn thủy chim rừng hót vang,
đến quê tôi nghe lòng lưu luyến, thoang thoảng hương bay vị ngọt thanh trà. Thông tư tiên hiền quê ta, trời xanh mây trắng trắng bao la hiền hòa, tình người thắm thiết nở hoa, yêu quê ta lại thêm càng mến ai. Xin chào các anh. Chào các anh. Giải phóng hậu đức chi khu, tiêu diệt quân Lý ấp khu dồn Phước Nga Lâm. Quân Mỹ Ngụy dồn dân vào ấp lập vòng đại ngăn cách quân ta. Thép gai không cắt được lòng, cùng nhân dân lãnh ngọc hiệp pha tiền đứng lên. Dạ, chúng ta là thế hệ hôm nay nói theo truyền thống cha năm nào, vững tin lòng mãi tự hào đi trên đất mẹ ta nào, ta nào dám quên đập tan cứ điểm Phước Lâm, giải phóng hoàn toàn ấp chiến lược Tiên Châu, nhân dân ta về lại vườn xưa, các bạn ơi còn nhớ. Chịu quả màu
đất trời quê mẹ, hương đất thanh trà nhẹ nhẹ thoảng bay, hoa cau nở áo mưa bay. Nghị quyết Đảng ủy xã Tiên Hiệp phấn đấu về đích các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2019. Này, các bạn đã sẵn sàng chưa? Vâng, tất cả bà con dân dân thôn Tư Tiên Hiệp đã sẵn sàng. Nào chúng ta hãy cùng các cao tiếng hát. Tham gia phần thi vui cùng nhà nông của đội chơi đến từ thôn Tư. Và bây giờ chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón phần thi của đội chơi đến từ thôn 2. Nghĩa sống chan hòa cùng nhau vui ăn cùng ca.
những tên đất, tên làng sống mãi với thời gian. Chuối suối đập làng, cây chanh bờ đế nà vàng, chẳng quê dân giả lại càng thêm yêu lắm vùng quê. Yeah.
2 xã Tiên Hiệp đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị và các bạn lời cầu chúc sức khỏe, hạnh phúc. Xin thân ái kính chào tạm biệt. Xin mời đại diện ba nhóm khảo chúng ta nhận xét và đánh giá về phần thi vui cùng nhà nông của hai đội chơi thôn 2 và thôn 4. Thay mặt ban giám khảo xin được chúc mừng hai đội chơi thôn 2 và đội chơi thôn 4 đã hoàn thành xong phần thi vui cùng nhà nông của đơn vị mình. Qua phần biểu diễn của hai đội, chúng tôi vui mừng nhận thấy đây là có hai đội đã có sự chuẩn bị rất là tốt. Thông qua các làn điệu dân ca đang xem ca mới và múa minh họa, hai đơn vị đã nêu được những nét đặc trưng của thôn xóm, làng xã mình nói riêng và quê hương Tiên Phước, Quảng Nam nói chung. Các diễn viên của hai đội đã thể hiện và hát khá tốt các làn điệu dân ca trên nền múa đầy màu sắc và mang đến cho người xem nhiều ấn tượng. Về phía đội thôn tư, xin được nhận xét với tiểu phẩm Vui cùng nhà nông. Thì đối với lại đội thôn tư, thì các giọng hát thì hát ngọt các làn điệu, rõ lời. Đội phù hòa thì trang phục đạo cụ tươi sáng. Tuy nhiên là một số đoạn hát tốt của đội thôn tư thì chưa đều. Đối với đội thôn hai, thì với tiểu phẩm Đất mẹ yêu thương, thì đội hát tốt các làn điệu, có sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, đội phù hòa trang phục đẹp, đạo cụ đẹp, bố trí đội hình hợp lý. Qua trao đổi của ban giám khảo, chúng tôi thống nhất cho điểm như sau: đối với đội thôn tư đạt 24 điểm và đội thôn hai đạt 25 điểm. Xin cảm ơn hai đội. Vâng, xin cảm ơn đại diện ban giám khảo và xin chúc mừng hai đội chơi đã giành được những số điểm đầu tiên. Và bây giờ thì xin mời hai đội chơi chúng ta quay trở vào sân khấu để chuẩn bị cho những phần thi tiếp theo. Thưa quý vị và bà con, như vậy là hai đội chơi thôn 2 và thôn 4 đã trải qua phần thi đầu tiên và hiện giờ thì số điểm của hai đội rất là xích sao với nhau. Và bây giờ thì chúng ta cùng đến với phần thi tiếp theo, phần thi có tên gọi Khéo tay, giỏi nghề. Ở phần thi khéo tay giỏi nghề, hai đội chơi sẽ cùng thực hiện phần ghép thanh trà. Và ở phần thi này thì mỗi đội sẽ cử ra 4 thành viên, 2 nam 2 nữ để tham gia phần thi. Và ban tổ chức của chúng tôi chuẩn bị cho mỗi đội một số cây thanh trà tương đương nhau. Và mỗi đội chơi sẽ tự chuẩn bị dao kéo và băng dán để thực hiện cho công việc ghép cây thanh trà. Và sau khi có hiệu lệnh từ người dẫn chương trình thì hai đội chơi sẽ bắt tay vào ghép thanh trà. Và phần thi này chúng ta sẽ có 7 phút và sau khi 7 phút kết thúc thì đội nào ghép được nhiều cây thanh trà hơn và đạt kỹ thuật hơn thì sẽ được chiến thắng và đội chiến thắng sẽ ghi được 20 điểm. Và bây giờ thì chúng ta cùng xem tinh thần chuẩn bị thi đấu của hai đội như thế nào. Xin hỏi đội 2 chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng ạ. Vâng, vậy thì đội đến từ thôn 4 chúng ta sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Vâng, hai đội đã sẵn sàng và chúng ta hãy dành tràng vỗ tay để cổ vũ cho hai đội chơi. 7 phút bắt đầu. Khoan khoan hỡi khoan hò. Khoan khoan hỡi hò khoan. Khoan khoan hỡi khoan hò. Khoan khoan hỡi hò khoan. Trên quê hương bao thân thương, cuộc sống mới đang về ta mang câu ca bao tình yêu dâng sức mới dịu như mùa hoa. Quê mình xứ Quảng sông đông sông núi đang chờ bàn tay vun rơi đắp xây tương lai. Bạn ơi, ta là người nông dân dẫu bao nhọc nhằn đâu quan chi, ta xây cuộc sống mới xây Quảng Nam quê mình xôn xao niềm vui tới. Thưa quý vị, thanh trà là một loại trái cây đặc sản của miền Trung Du xứ Tiên và đây là một loại cây đem lại nguồn thu nhập cho bà con nông dân. Chính vì vậy mà trong phần thi hôm nay thì hai đội chơi sẽ thực hiện phần thi ghép thanh trà, một công việc rất là quen thuộc của những nhà nông ở tại Tiên Phước. Và hy vọng rằng hai đội chơi của chúng ta sẽ ghép được thật nhiều cây thanh trà để giành được số điểm cao nhất cho đội chơi của mình. Để cổ vũ khích lệ cho tinh thần của hai đội chơi, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Cổ động viên của thôn 2 đâu rồi ạ? Cổ động viên thôn 4. Ngày bạn ơi, góp thêm tiếng hướng xây đời.
thắng cùng hát câu hoan hò lòng dân là thế đó một đời gắn bó. Những phút đầu tiên thì tôi quan sát thấy là đội chơi đến từ thôn 2 đã ghép được những cây thanh trà đầu tiên. Quý vị và bà con, có thể là 7 phút thì không quá dài để cho hai đội chơi của chúng ta ghép những cây thanh trà. Nhưng mà với sự lành nghề và khéo tay thì hy vọng rằng hai đội chơi sẽ có thật nhiều thành phẩm những cây thanh trà đã ghép. Chúng ta cũng chỉ còn một vài phút nữa thôi. Các cổ động viên chúng ta hãy cổ động thật nhiệt tình cho hai đội chơi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đếm ngược 10, 9, 8, 7, 6 để ban giám khảo kiểm tra thành phẩm của mình. Kính thưa quý vị lãnh đạo, kính thưa tất cả quý vị tham dự trong cái game show hôm nay. Trước tiên là thay mặt cho ban giám khảo xin chúc mừng là đội thi đã hoàn thành xuất sắc cái phần thi của mình. Thay mặt ban giám khảo cho phép tôi được kiểm số lượng của hai đội. Trước tiên là đội của thôn Ha. Như thế là chúng ta có tổng cộng là 11 cây. Bây giờ còn lại là 5 cây. Như thế là đội thôn Hai đã ghép được 6 cây. Vâng, 6 cây là số thành phẩm mà đội chơi thôn Hai đã ghép được. Tiếp theo là đội của thôn Tư, cũng 11 cây, nhưng mà còn lẽ là 2 cây. Do đó là đội của thôn Tư ghép được bao nhiêu cây? 9 cây. Như vậy thì có nghĩa là cái độ chênh lệch giữa đội thôn Tư và đội thôn Ha là 3 cây. Như vậy là đội thôn Tư là đội giành giải nhất là 20 điểm và đội thôn Hai là 18 điểm. Xin chúc bà khen rồi. Vâng, xin cảm ơn đại diện ban giám khảo và xin chúc mừng hai đội chơi thôn Hai và thôn Tư. Quý vị và bà con đang theo dõi game show Quê Mình Xứ Quảng số thứ 3 năm 2019 được tổ chức tại xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi có tên gọi Kiến thức Nhà Nông. Thưa quý vị và bà con, Kiến thức Nhà Nông là phần thi trắc nghiệm kiến thức với nội dung xoay quanh những chủ trương của Đảng, Nhà nước trong chương trình Mục tiêu Quốc gia Nông thôn mới và kiến thức về nông dân, nông nghiệp, nông thôn, kiến thức về văn hóa, lịch sử, truyền thống địa phương. Và ở phần thi này thì mỗi đội sẽ cử ra 5 thành viên để tham gia phần thi và ban tổ chức sẽ bố trí cho mỗi đội chơi những bảng đáp án ABCD vì đây là phần thi trắc nghiệm. Và hai đội chơi sẽ cùng ra sân khấu và trả lời gói 5 câu hỏi do ban tổ chức đưa ra. Và sau khi người dẫn chương trình đọc câu hỏi thì hai đội chơi sẽ có 30 giây thảo luận và đưa ra đáp án cuối cùng. Xin lưu ý với hai đội chơi thôn Tư và thôn Hai ở phần thi kiến thức nhà nông thì mỗi câu hỏi chúng ta trả lời đúng thì chúng ta sẽ có 2 điểm và trả lời sai hoặc là không có câu trả lời thì không có điểm và chúng ta sẽ trả lời 5 câu hỏi trong gói do ban tổ chức đưa ra. Và hy vọng rằng là qua phần thi này thì hai đội chơi của chúng ta sẽ ghi được số điểm tối đa của phần thi này. Và hai đội chơi chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Dạ rồi. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Anh chị hãy cho biết 4 nguyên tắc của EPM quản lý dịch hại tổng hợp là gì? A. Trồng cây khỏe, bảo vệ thiên địch, thường xuyên thăm đồng, nông dân trở thành chuyên gia. B.
trồng cây khỏe, bảo vệ thiên địch, thường xuyên thăm đồng, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn. C. Trồng cây khỏe, bảo vệ thiên địch, giảm phun thuốc bảo vệ thực vật, nông dân trở thành chuyên gia. Chúng ta có 30 giây để suy nghĩ. Xin mời đáp án của hai đội chơi ạ. Đội chơi thôn 2 chúng ta chọn đáp án A. Và A cũng là đáp án của đội chơi thôn 4. Và đáp án của ban tổ chức là A. Xin chúc mừng hai đội chơi với hai điểm đầu tiên. Câu hỏi thứ hai: làm thế nào để cải tạo đất chua hiệu quả nhất? A. Bón phân chuồng. B. Bón vôi. C. Bón phân hữu vô cơ. D. Bón phân hữu cơ vi sinh. Xin mời đáp án của đội chơi thôn 4. Thôn 4 chọn đáp án B. Và thôn 2 đáp án B. Quý vị bà con chúng ta chọn đáp án nào ạ? Vâng, 2 điểm nữa xin được gửi đến đội chơi thôn 2 và thôn 4. Xin chúc mừng hai đội. Và bây giờ là câu hỏi thứ 3. Chúng ta nên làm gì để phòng bệnh cho cây có múi trước và trong mùa mưa? A. Bón phân cho cây đầy đủ cả phân hữu cơ và phân vô cơ. B. Tỉa cành, tạo tán, vệ sinh vườn sạch sẽ, không ủ rác vào gốc cây. C. Dùng chế phẩm sinh học phun lên lá và tưới gốc, hoặc cọ rửa sạch sẽ phần gốc cho cây, rồi dùng thuốc hóa học hoặc vôi quét lên phần gốc cây 50cm. Và D. Tất cả các việc làm trên. Xin mời đáp án của hai đội ạ. Đội thôn 2 chọn D. Và D cũng là đội của thôn 4. Và đáp án của ban tổ chức chính là D. Vâng, rất là xuất sắc. Xin chúc mừng hai đội chơi. Và bây giờ là câu hỏi thứ 4. Hai đội chơi hãy tập trung lắng nghe câu hỏi. Chợ quê Tiên Phước đã được hình thành với nhiều loại nông sản sạch, an toàn, có chất lượng và là điểm nhấn của mục tiêu phát triển du lịch làng quê. Hãy cho biết chợ quê Tiên Phước chính thức hình thành trong khuôn khổ tổ chức sự kiện lễ hội văn hóa nào? A. Festival Di sản Quảng Nam lần thứ 6 năm 2017. B. Lễ hội văn hóa thể thao các huyện miền núi lần thứ 19 năm 2018. Xin mời đáp án của hai đội. Đội thông tư chúng ta chọn đáp án A. Và đội thông 2 cũng là A. Và không thể bàn cãi gì nữa, A chính là đáp án đúng của chương trình. Xin chúc mừng hai đội chơi. Xin được thông tin thêm. Từ khi tổ chức thành công chợ quê Tiên Phước lần thứ nhất trong khuôn khổ Festival Di sản Quảng Nam lần thứ 6 năm 2017, cứ đến vụ thu hoạch nông sản hay các dịp lễ lạc của địa phương, thì huyện Tiên Phước đều tổ chức phiên chợ xứ Tiên và phiên chợ của những nhà vườn và tổ hợp sản xuất nông sản, nơi giao thương trao đổi hàng hóa giữa nông dân và các nơi để giới thiệu đặc sản quê hương và nét đẹp của văn hóa ẩm thực vùng Trung Du Tiên Phước với du khách thập phương. Và thưa quý vị và bà con, lần đầu tiên trong chương trình game show Quê Mình Xứ Quảng thì xã Tiên Hiệp phối hợp tổ chức trưng bày giới thiệu nông sản của địa phương mang đậm hương vị Trung Du Tiên Phước. Và trong game show Quê Mình Xứ Quảng hôm nay, chúng ta cùng đến với những hình ảnh phiên chợ phiên Tiên Phước của bà con nhân dân. Chuối hột, nấm linh chi, mật ong rừng và đặc biệt là trái và cây giống thanh trà được trưng bày khắp các gian hàng giới thiệu sản phẩm nhà nông đã thu hút rất đông người dân địa phương và du khách. Lần đầu tiên trong khuôn tổ chức game show Quê Mình Xứ Quảng, các sản phẩm thanh trà đặc sản của vườn đồi xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước được trưng bày quảng bá là niềm vui rất lớn của bà con nông dân. Rất thiết thực vì là riêng cái thanh trà là của Tiên Hiệp là đặc sản nhưng mà chưa quảng bá ra rộng rãi. Nhằm cơ hội này là để là địa phương quảng bá ra rộng rãi cho bạn bè các tỉnh rồi để mà biết sản phẩm của Tiên Hiệp làm ra thanh trà nó nói chung còn nhiều nó mặt hàng nó riêng để mà quảng bá ra tất cả là bạn bè để hiểu được cái sản phẩm của địa phương. Tham gia trưng bày giới thiệu và quảng bá nông sản khuôn khổ game show Quê Mình Xứ Quảng số 3 năm 2019 có 5 gian hàng của 5 thôn trong xã Tiên Hiệp cùng 4 gian trưng bày sản phẩm của Hợp tác xã Thanh Trà và các đoàn thể trong xã. Những đặc sản như thanh trà, mật ong, nấm lim xanh, tinh dầu quế, tinh dầu xả, chuối hột, đinh lăng, phong lan, nhang trầm,
và các loại cây trái mang đậm hương vị Trung Du Tiên Phước đã thu hút rất đông người dân và du khách đến tham quan và mua hàng. Đây là dịp để các nhà vườn và tổ hợp sản xuất nông sản quảng bá tiêu thụ sản phẩm, kích thích sản xuất cho nhà nông xứ Tiên. Em cảm thấy là rất là tự hào vì đây là những cái sản phẩm là nông sản sạch của xứ Tiên mình. Thì xứ Tiên mình thì có nấm Liêm Xanh Tiên Phước là nấm tự nhiên và không có chất bảo quản, và có thanh trà thì mình trồng thì mình không phun thuốc, và kèm theo thì những cái bánh như là bánh ú hay là bánh tét hay là bánh tro nên là mình tự làm hết. Cái không gian bố trí cái game show là kết hợp với trưng bày và bán các cái sản phẩm thanh trà đúng vào cái mùa thanh trà đang chín mặn tại Tiên Hiệp. Thì đây là một cái dịp rất là quý báu để bà con nông dân giới thiệu quảng bá sản phẩm thanh trà của quê hương mình làm ra, đồng thời đây cũng là cái dịp để quảng bá và thu hút du lịch đến với Tiên Phước. Các gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp xã Tiên Hiệp trong không gian tổ chức game show quê mình xứ Quảng có thể xem là phiên bản thu nhỏ của phiên chợ quê Tiên Phước khi vào vụ thu hoạch nông sản hay các dịp lễ lớn của địa phương. Tại đây, du khách còn bắt gặp những người dân quê chân chất, hiền hòa, thân thiện và trên môi luôn nở những nụ cười thật đẹp. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng trong gói câu hỏi. Câu hỏi về xây dựng nông thôn mới. Xã Tiên Hiệp là một trong 8 xã được huyện Tiên Phước chọn triển khai xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Đến tháng 6 năm 2019, xã đạt 11 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Đến nay thì đến cuối năm thì xã phấn đấu đạt thêm mấy tiêu chí? A. 5 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. B. 7 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. C. 8 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Xin mời đáp án của hai đội. Đội đến từ thôn 2 thì chọn là A, là 5 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Và A cũng là đáp án của đội chơi thôn 4. Và một tràng vỗ tay để chúc mừng cho hai đội chơi của chúng ta, thưa quý vị và bà con. Vâng, như vậy là hai đội chơi thôn 4 và thôn 2 đã hoàn thành xuất sắc phần thi kiến thức nhà nông với số điểm tối đa là 10 điểm. Và xin chúc mừng hai đội chơi. Và bây giờ thì xin mời hai đội chơi chúng ta quay trở vào sân khấu để chuẩn bị cho những phần thi tiếp theo. Và bây giờ là phần thi dành cho khán giả. Thưa quý vị và bà con, xã Tiên Hiệp có tổng diện tích thanh trà hơn 80 hectare với khoảng trên 15.000 cây cho quả, mỗi năm thu về gần 2 tỷ đồng. Trong phần thi dành cho khán giả hôm nay, chương trình ưu tiên dành cho bà con xã Tiên Hiệp những câu hỏi kiến thức liên quan đến nhân giống và sản xuất cây thanh trà ở địa phương. Trên tay hội thảo hiện có 3 câu hỏi của ban tổ chức đưa ra. Mỗi câu trả lời đúng của khán giả sẽ được nhận phần quà từ nhà tài trợ của Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Bình Định, nhãn hàng phân bón Mặt Trời Mới. Quý vị khán giả đã sẵn sàng chưa? Vâng, xin được bắt đầu từ câu hỏi thứ nhất. Thời vụ chiết cành cây có muối, bưởi, thanh trà, cam quýt ở địa phương tốt nhất vào tháng nào trong năm? A. Tháng Chạp, B. Tháng 4, C. Tháng 8 và D. Tháng 10. Xin mời những cánh tay của quý vị khán giả. Vâng, xin mời bác ạ. Bác hãy cho biết đáp án nào là đáp án chính xác. Thưa quý vị, chiết những giống cây trên thuộc tháng 8 hàng năm thì có thể chiết được. Tháng 8 ạ, ý kiến của bà con như thế nào ạ? Vâng, tháng 8 là đáp án chính xác. Xin được hỏi thêm bác là vì sao chúng ta lại chiết cây vào tháng 8 ạ? Tháng 8 là thời tiết để cái cây thanh trà dễ ra rễ vì không có mưa mà cũng không có nắng, thời gian nó vừa đủ để tháng 11 chúng ta trồng. Vâng, xin bác có thể giới thiệu về mình. Xin thưa quý vị, tôi là Nguyễn Văn ở thôn Ba. Xin được chúc mừng vị khán giả đầu tiên đã trả lời đúng trong câu hỏi chương trình dành cho khán giả hôm nay. Xin mời nhà tài trợ đại diện Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Phân bón Mặt Trời Mới lên trao phần quà của nhà tài trợ. Quý vị khán giả, bà con chúng ta chú ý để nhanh tay giành quyền trả lời ở câu hỏi thứ hai. Khoảng cách trồng cây thanh trà chiết cành hiện nay bao nhiêu là hợp lý nhất? A. 5m x 5m,
B 6m x 6m, C 7-8m x 7-8m và D 9-10m x 9-10m. Xin mời những cánh tay của quý vị khán giả. Vâng, xin mời chị. Chị có thể trả lời lại câu hỏi. À, tôi xin trả lời cái khoảng cách mà để trồng thanh trà là 7-8m. Đó là cái khoảng cách để trồng đặng cho cái tán rộng ra để mà trái nhiều hơn. Xin nhắc. Vâng, khoảng cách trồng cây thanh trà từ 7-8m để đảm bảo cho cây phân tán, đó là đáp án đúng của chương trình. Xin chúc mừng chị và xin chị giới thiệu về mình. Tôi là Nguyễn Thị Hồng, hiện giáo viên hưu trí ở tại thôn Hai Tiên Hiệp. Chúc mừng vị khán giả thứ hai đã trả lời đúng những câu hỏi dành cho khán giả trong chương trình hôm nay. Xin mời nhà tài trợ đại diện công ty phân bón Mặt Trời Mới lên trao tặng phần quà cho vị khán giả thứ hai. Và trên tay tôi chỉ còn một câu hỏi duy nhất dành cho khán giả trong chương trình hôm nay. Quý vị khán giả hãy lắng nghe và nhanh tay giành quyền trả lời. Biện pháp nào dưới đây phòng trừ sâu đục quả thanh trà hiệu quả nhất nhưng không độc hại hiện nay? A. Bắt sâu bằng tay, bằng biện pháp thủ công. B. Phun thuốc hóa học diệt sâu. C. Bao trái hoặc dùng nước vôi 1%, phun trực tiếp vào trái cây cứ từ 10 đến 15 ngày một lần. Và D. Dùng đèn để bắt côn trùng. Xin mời những cánh tay của quý vị khán giả. Xin bác cho biết đáp án nào là đáp án chính xác. Bác xin trả lời đáp án C, là bô trá và phun nước vôi. Vâng, xin hỏi quý vị khán giả, đáp án C có phải là đáp án chính xác không ạ? Xin chúc mừng vị khán giả thứ ba đã giành được quyền trả lời và trả lời chính xác trong câu hỏi phần thi khán giả hôm nay. Xin bác giới thiệu về mình. Bác xin giới thiệu bác Nguyễn Thị Thuận ở thôn Hai. Vâng, xin cảm ơn bác và xin mời một phần quà của nhà tài trợ đến từ công ty phân bón Mặt Trời Mới. Thưa quý vị và bà con, phần quà dành cho khán giả là 50kg phân bón Mặt Trời Mới và áo mũ có in logo của nhà tài trợ. Chào mừng quý vị và bà con đã quay trở lại với game show Quê Mình Xứ Quảng số thứ 3 năm 2019 tại xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một phần thi hứa hẹn rất là hấp dẫn và kịch tính. Phần thi Nhà Nông Đua Tài. Phần thi Nhà Nông Đua Tài là một phần thi đòi hỏi sự nhanh nhạy, khéo léo và đặc biệt là sự phối hợp đồng bộ giữa các thành viên trong hai đội chơi. Và mỗi đội chơi sẽ cử ra những thành viên để tham gia những trò chơi do ban tổ chức đưa ra. Thể lệ và thời gian của mỗi đội chơi là do ban tổ chức chúng ta quy định. Và đây là phần chơi thể hiện những sự vận động, những trò chơi dân gian và truyền thống của địa phương nhằm đem đến sự vui nhộn và phấn khởi cho bà con nông dân. Và mỗi phần thi đội nào thắng sẽ giành được 10 điểm và thua thì chúng ta sẽ ghi được 5 điểm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần thi đầu tiên, phần thi bịt mắt đập niêu đất. Ở phần thi này thì hai đội chơi chúng ta sẽ cử ra 6 thành viên để tham gia, 3 nam 3 nữ chia làm 3 cặp. Và ban tổ chức đã chuẩn bị cho mỗi đội chơi một giá treo niêu đất ở phía trước và mỗi giá có 5 niêu đất và 3 cây gậy và 3 miếng vải để bịt mắt. Và các vận động viên của chúng ta sẽ xếp vị trí hàng ngang ở vị trí xuất phát. Và sau khi có tín hiệu bắt đầu của người dẫn chương trình thì vận động viên nam sẽ cõng vận động viên nữ tiến về vị trí giá treo niêu đất của mình và hướng dẫn cho vận động viên nữ dùng gậy đập vỡ niêu đất. Và trong thời gian 3 phút, đội nào đập vỡ nhiều niêu đất hơn hoặc là đập hết 5 niêu đất trước thì đội đó sẽ giành chiến thắng. Và đội thắng sẽ có 10 điểm và đội thua sẽ giành được 5 điểm. Và lưu ý luật chơi với hai đội chơi như sau. Chúng ta khi tiến về vị trí giá treo niêu đất của đội mình thì chúng ta chỉ được đập một lần và đập theo hướng chiều dọc. Vỡ hay không vỡ thì cũng nhanh chóng cõng nhau quay trở về vị trí xuất phát để cho cặp vận động viên tiếp theo tham gia lượt chơi.
Và nếu như mà hết một lượt mà chúng ta chưa đập hết niêu đất thì chúng ta tiếp theo thực hiện lượt thứ hai cho đến khi nào hết niêu đất thì thôi. Và lưu ý rằng là khi chúng ta đập mà một lần nhưng mà vỡ hai niêu đất trở lên thì cũng được tính là một niêu đất là hợp lệ, và đập nhầm niêu đất của đội bạn thì không được tính điểm. Và cặp vận động viên nào không trong tư thế cõng nhau và vận động viên nữ tự ý tháo bịt mắt thì chúng ta không tính là hợp lệ. Hai đội chơi chúng ta đã hiểu rõ luật chơi chưa? Và bây giờ thì chúng ta hãy thể hiện tinh thần đồng đội của đội mình trước khi tham gia phần thi đập niêu đất đi ạ. Vâng, bây giờ thì tinh thần thi đấu của hai đội của chúng ta rất là phấn khích. Và bây giờ thì chúng ta sẽ có 3 phút cho phần thi này. 3 phút bắt đầu. Vâng, rất nhanh chóng, niêu đất đầu tiên của hai đội đã bị vỡ rồi. Rất xuất sắc. Vận động viên của thôn 2. Nhưng không sao, chúng ta hãy cố gắng lên. Vâng, và thời gian của chúng ta đã sắp hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đếm ngược thôi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Vâng, rất là xuất sắc thưa quý vị và bà con. Như vậy là đội chơi thôn 4 và thôn 2 của chúng ta đã thực hiện xong phần thi bịt mắt đập niêu đất. Và bây giờ thì xin mời sự nhận xét từ phía ban giám khảo ạ. Trước hết xin được cảm ơn hai đội đã đem đến một cái không khí rất là sôi nổi trong game show của sáng hôm nay. Về phần thi đập niêu đất của hai đội, đội thôn 4 và đội thôn 2, quý vị cũng đã thấy rằng đội thôn 4 có một sự chuẩn bị rất là tốt. Các đội, các thành viên đều đập chuẩn xác cho mỗi lượt lên. Và đội thôn 4 đã chiến thắng ở phần thi đập niêu đất. Và đội thôn 4 đạt 10 điểm và đội thôn 2 đạt 5 điểm. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn đại diện ban giám khảo và xin chúc mừng hai đội chơi với những số điểm trong phần thi nhà nông đua tài. Vâng, như vậy là chúng ta vừa trải qua phần thi rất là hấp dẫn, phần thi bịt mắt đập niêu đất. Và bây giờ thì tiếp theo một phần thi hứa hẹn đầy gay cấn, phần thi truyền thanh trà. Và ở phần thi này thì mỗi đội chơi sẽ cử ra 8 thành viên để tham gia, 4 nam, 4 nữ. Chúng ta mỗi đội sẽ cử một người ở vị trí đích và nhận nhiệm vụ đặt thanh trà lên miếng ván, và một người ở vị trí xuất đích để chúng ta có một cái mâm và chúng ta sẽ nhận thanh trà và nhận nhiệm vụ xếp hình tháp những quả thanh trà. Và khi có hiệu lệnh xuất phát của người dẫn chương trình thì các cặp vận động viên chúng ta sẽ dùng giống gánh và một miếng ván và chúng ta đặt thanh trà lên đó và chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển theo chiều ngang để về vị trí đích và đưa thanh trà cho người ở vị trí đích để người ở trên đó có nhiệm vụ xếp hình tháp thanh trà. Và trong thời gian 7 phút, đội nào chuyển về số thanh trà nhiều hơn và hoàn thành phần tháp thanh trà của mình đảm bảo kỹ thuật và đẹp mắt thì chúng ta sẽ chiến thắng. Và đội chiến thắng sẽ giành được 10 điểm và đội thua chúng ta sẽ có 5 điểm. Hai đội chơi của chúng ta đã hiểu rõ luật chơi chưa ạ? Vâng, và bây giờ 7 phút cho phần thi truyền thanh trà bắt đầu.
chơi chúng ta phải đặt thanh trà trên ván, và nếu không đặt trên ván thì chúng ta sẽ không chấp nhận ạ. Chúng ta phải đặt thanh trà lên ván rồi cho chú. Bạn với ta là người nông dân, dẫu bao nhọc nhằn đâu quan chi. Ta xây cuộc sống mới, xây bao ngày xây, ta cứ sống với ngàn điều. Và bây giờ thời gian của chúng ta sẽ cùng đếm ngược nào. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Vâng, rất là xuất sắc. Hai đội chơi của chúng ta đã rất là nhanh chóng di chuyển hết những số thanh trà mà ban tổ chức chuẩn bị. Và bây giờ thì xin mời đại diện ban giám khảo chúng ta sẽ lên nhận xét về hai tháp thanh trà của đội chơi thôn 2 và thôn 4. Xin mời đội thôn 4. Rồi, đội thôn 4 là có 20 đá. Đội thôn 2 à? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 đá. Và cũng xin nhận xét thế này, riêng với lại hai đội rất là tích cực, nhưng có một điều cũng xin lưu ý rằng là đội thôn hai chúng ta phòng quay nhiều quá. Có chạy khi đến nay bắt đầu tự bóc bảo lên là không đúng, thứ nhất. Cái thứ hai nữa là ở trong đó thanh trò lan ra thì hai người khiên về mặt nguyên tắc không được bóc thanh trò bảo vô trong giám, mà chỉ một người là bắt thanh đoà ông giám, nhưng mà mấy chị nó thái sự nó mất thanh đoà ở đây, do đó mà chúng ta tự ấy bắt bảo ông giám là chúng ta phòng quay. Do đó bây giờ là đội thôn tư chúng ta chiến thắng 10 điểm và đội thôn hai 5 điểm. Xin chúc mừng hai đội. Xin cảm ơn đại diện ban giám khảo và xin chúc mừng hai đội chơi thôn tư và thôn hai đã trải qua phần thi truyền thanh trà. Và bây giờ thì xin mời hai đội chơi chúng ta quay trở vào sân khấu để chuẩn bị cho phần thi tiếp theo. Thưa quý vị và bà con, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi tiếp theo, phần thi chế biến món gỏi thanh trà. Và ở phần thi này thì hai đội, mỗi đội sẽ cử ra 4 thành viên để tham gia, và ban tổ chức của chúng tôi bố trí cho mỗi đội một chiếc bàn lớn và những chiếc dĩa cũng như là các nguyên vật liệu mà hai đội chơi đã chuẩn bị để thực hiện cho phần thi này. Và trong thời gian 7 phút, đội nào chế biến được món ăn gỏi thanh trà đảm bảo yêu cầu và mỹ thuật thì sẽ là đội chiến thắng, do ban tổ chức thử món ăn và chúng sẽ đưa ra kết luận. Và bây giờ thì hai đội chơi chúng ta đã sẵn sàng nguyên vật liệu chưa? Vâng, một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ tinh thần cho hai đội chơi. Thưa quý vị và bà con, 7 phút cho phần thi làm gỏi thanh trà bắt đầu. Một đặc sản đó là thanh trà. Chính vì vậy là trong cuộc thi hôm nay thì chúng tôi ban tổ chức có tổ chức một phần thi đó là chế biến món gỏi thanh trà để phục vụ cho bà con và quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi những bước chế biến của bà con ở trên xã Tuyên Hiệp khi chế biến món gỏi này như thế nào. Bạn hỡi ta là người nông dân, dẫu bao nhọc nhằn đâu quan chi. Với phần thi chế biến gỏi thanh trà thì nguyên liệu chính đó là những quả thanh trà. Và bây giờ thì theo quan sát thì tôi nhìn thấy là hai đội chơi đang bắt tay vào thực hiện việc tắt những múi thanh trà và để chuẩn bị chế biến cho món gỏi này. Không lo gì thua thắng, cùng hát câu khoan hò. Nông dân là thế đó, một đời gắn bó bên nhau. À khoan khoan hỡi khoan hò, à khoan khoan hỡi hò khoan. Để cổ vũ cho tinh thần của hai đội chơi, quý vị bà con hãy dành một tràng pháo tay thật lớn nữa đi ạ. Ta xây cuộc sống mới, xây quán năm quê mình, số
Vâng, rất là nhanh chóng, đội chơi thôn tư chúng ta đã sắp hoàn thành xong món gỏi thanh trà của mình rồi. Tay trong tay bao mê say, ta thương xứng với đưa về bàn hơi góp thêm tiếng thương xây đời không lo gì thua. Xin được hỏi đồ chơi thôn tư là món gỏi thanh trà của chúng ta thì nguyên liệu chính là thanh trà, thì ngoài ra còn có những nguyên liệu gì nữa? Ngoài ra thì còn có thêm rau thơm và các gia vị. Đơn giản thôi nhưng mà là một món ăn rất là đặc trưng của vùng quê xứ Tiên đúng không ạ? Và hiện giờ thì món gỏi thanh trà của đội chơi thôn 2 cũng sắp hoàn thành rồi. Chúng ta nhanh chóng khẩn trương để trang trí món ăn của mình. Các cổ động viên của thôn 2 đó ạ, chúng ta hãy cổ vũ cho đội chơi của mình đi ạ. Sẽ cùng đếm ngược nào thưa quý vị và bà con. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Như vậy là thời gian dành cho phần thi chế biến gỏi thanh trà của hai đội chơi thôn 4 và thôn 2 đã kết thúc. Và bây giờ thì xin mời ban giám khảo chúng ta hãy cùng thử món ăn và nhận xét đánh giá ạ. Xin mời các anh trong ban giám khảo lên thử món ăn. Thanh trà, chuối chát, gia vị rau thơm, trang trí rất là đẹp. Ngon không anh? Mời anh. Kính thưa tất cả quý lãnh đạo, quý bà con, về thử món gỏi trộn của thanh trà. Tôi ăn thử thì vị rất là ngon, ngọt, bùi, vừa là vị chát của chú chát, vừa là vị ngọt của thanh trà, thanh của thanh trà, rất là ngon. Đậm gia vị món gỏi thanh trà đặc biệt là có mùi chuối chát và khô mực, tía tô, rau và mè, hương vị mè của quê hương, đặc sản của quê hương. Ngon anh. Xin được thay mặt ban giám khảo xin được nhận xét món gỏi thanh trà của thôn 2. Trước hết là thôn 2 bài trí rất là đẹp mắt. Các vị của gỏi của thanh trà của Tiên Hiệp tôi cảm nhận thì vị rất là ngon, ngọt, thanh và đặc biệt là có các gia vị khô mực vào làm cho cái vị ăn của người, cảm nhận của người ăn có vẻ đậm đà. Và theo tôi nhận xét thì thôn 2 có cái món ngon hơn thôn 4. Như vậy đội thôn 2 ở phần thi ẩm thực, thôn 2 đạt 10 điểm và thôn 4 đạt 5 điểm. Xin cảm ơn. Thưa quý vị và bà con, chúng ta vừa chứng kiến các phần thi sôi nổi và hấp dẫn trên game show Quê Mình Xứ Quảng tại xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước. Ghi nhận sự hỗ trợ và phối hợp tổ chức của xã Tiên Hiệp, ban tổ chức game show Quê Mình Xứ Quảng có quà lưu niệm tặng cho địa phương. Xin trân trọng kính mời nhà báo Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, Phó ban tổ chức lên trao tặng. Và xin mời ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tiên Hiệp lên nhận quà của ban tổ chức. Xin trân trọng cảm ơn nhà báo Nguyễn Kim Sơn và ông Nguyễn Văn Long. Phần quà của ban tổ chức là một bộ lưới bóng chuyền.
Thưa quý vị và bà con, trải qua các phần thi sôi nổi và cực kỳ hấp dẫn đầy kịch tính, lúc này thì trên tay Quỳnh Trân đã có kết quả của hai đội chơi đến từ thôn 2 và thôn 4, xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước. Bây giờ chúng tôi xin mời các thành viên của hai đội chơi cùng ra sân khấu. Kính thưa quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu, thưa hai đội thi cùng toàn thể bà con nhân dân thân mến, thay mặt ban tổ chức, ban giám khảo game show quê mình xứ Quảng tại xã Tiên Hiệp hôm nay, tôi xin được đưa ra một số nhận xét đánh giá về phần thi trong buổi sáng của ngày hôm nay của hai đội thi. Phần thi thứ nhất là phần thi vui cùng nhà nông, phần thứ hai là phần thi khéo tay giải nghề, phần thi thứ ba là phần kiến thức nhà nông và phần thi thứ tư là nhóm đua tài, trong đó thì có đập niêu đất, truyền thanh trà và chi món ăn. Trải qua 4 phần thi hết sức sôi nổi, tạo không khí tươi vui, tranh tài trên tinh thần giao lưu, hai đội đã có sự chuẩn bị rất tốt về nội dung, con người. Đặc biệt ở phần trò chơi, các đội đã thi đấu hết mình, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, thu hút đông đảo khán giả cổ vũ, góp phần vào thành công của game show hôm nay. Kết quả của 4 phần thi, đội thôn 2 và đội thôn 4 lần lượt được đạt được các số điểm như sau. Thôn 2 ở phần thi vui cùng nhà nông đạt 25 điểm, phần thi khéo tay giải nghề đạt 19 điểm, phần thi kiến thức nhà nông đạt 10 điểm. Ở phần thi nhà nông đua tài, trò chơi bịt mắt đập niêu đạt 5 điểm, trò chơi truyền thanh trà đạt 5 điểm, trò chơi chế biến món ăn gõ thanh trà đạt 10 điểm và tổng là 74 điểm. Đối với thôn 4, ở phần thi vui cùng nhà nông đạt 24 điểm, phần thi khéo tay giỏi nghề đạt 20 điểm, phần thi kiến thức nhà nông đạt 10 điểm, trò chơi bịt mắt đập niêu đạt 10 điểm, trò chơi truyền thanh trà đạt 10 điểm, trò chơi chế biến món ăn gõ thanh trà đạt 5 điểm và tổng điểm là 79 điểm. Xin chúc mừng hai đội. Xin trân trọng cảm ơn ông Ngô Minh Khiêm, trưởng ban giám khảo, và xin chúc mừng kết quả của hai đội thi. Thưa quý vị và bà con, tiếp theo sau đây xin trân trọng kính mời ông Vũ Văn Thẩm, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam, lên trao bằng khen của Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam cho hai đơn vị đã tham gia tốt game show quê mình xứ Quảng năm 2019. Xin trân trọng kính mời ông. Cảm ơn ông Vũ Văn Thẩm và xin chúc mừng các đội thi. Quý vị và bà con thân mến, như vậy với 74 điểm, đội thôn 2 là đội đạt giải nhì trong chương trình hôm nay. Xin trân trọng kính giới thiệu và kính mời ông Phùng Văn Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Phước và ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiên Hiệp cùng lên trao giải nhì. Xin mời nhà tài trợ từ công ty phân bón Mặt Trời Mới lên trao tặng. Vâng, một lần nữa xin chúc mừng đội chơi thôn 2. Và bây giờ tiếp sau đây xin chúc mừng và mời đội chơi thôn 4 đoạt giải nhất trong game show Quê Mình Xứ Quảng số thứ 3 năm 2019 tại xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước tiến lên phía trước để nhận giải nhất. Xin trân trọng kính giới thiệu ông Trần Quế Hương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, và ông Võ Đình Khôi, Bí thư Đảng ủy xã, lên sân khấu trao phần thưởng cho đội được giải nhất. Xin trân trọng kính mời. Thưa quý vị và bà con, quà tặng mà đội giải nhất nhận được là 5 triệu đồng và 200 kg phân bón Mặt Trời Mới. Mời nhà tài trợ tiếp tục trao phần quà. Thưa quý vị và bà con, game show Quê Mình Xứ Quảng số thứ 3 năm 2019 tại xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước đến đây xin chào tạm biệt. Xin chân thành cảm ơn lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội Nông dân, Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thanh Truyền hình huyện Tiên Phước, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Tiên Hiệp cùng các ban ngành đơn vị phối hợp thực hiện chương trình. Xin cảm ơn hai nhà tài trợ Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Bình Định, nhãn hàng phân bón Mặt Trời Mới, và Công ty Vật tư Xây dựng Phan Ngọc Anh đã đồng hành cùng chương trình. Và đặc biệt cảm ơn hai đội chơi thôn 2 và thôn 4 cùng đông đảo bà con nhân dân đã đến tham gia cổ vũ nhiệt tình với chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Hồ quan hơi quan hồ.